Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin dẫn các bạn đến tham quan cái nơi mình nuôi chó như thế nào. Rồi mời các bạn theo chân mình nhé. Đây là cái mô hình nuôi chó trong nhà khép kín. Rồi mời các bạn cùng đi theo mình. Rồi, đây là phòng nuôi chó của mình. Mời các bạn tham quan. Thì hiện tại mình đang với nuôi dàn chuồng inox 2 tầng. Đó. Bòi à, bòi đang sủa nè. Thôi bòi. Bòi ơi. Heo sữa. Đây là em búp đực tên Bòi. Hiện tại đang là đực giống của mình. Đây là heo sữa. Heo sữa. Đó, heo sữa và Bòi các bạn. Thì mấy em đực thì mình nuôi ở trên cao, mình không có để cái nóc ở trên để cho mấy em chồm lên cho cái chân nó khỏe. Bình nước. Đây là bình nước để mấy em tự uống nước. Hiện tại thì chuồng dưới đây chưa có chó. Đây là em Bun. Bun trái, Bun ơi. Đây là bé Lùng. Lùng. Bé Lùng cũng là đứt đực giống của mình. Còn em Boomer nữa, nhưng mà Boomer mình để trên lầu. Thì Boomer xuống đây, Boomer đái tùm lum tùm la hết. Lùng ơi. Đó, rồi mời các bạn qua đây nha. Đây là nơi mình để đồ. Để đồ, để giấy rồi thuốc men cho mấy em. Đây là Soya. Soya vừa mới đẻ con rồi. Soya. Cola. 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 Đây là em Su. Su vừa mới có giống, đang có bầu. Đây là cô Ba. Cô Ba. Cô Ba này thì chỉ có một mắt ở các bạn. Từ hồi nhỏ do giỡn. Giỡn rồi cào với em kế bên á, cào với nhau rồi mất con mắt luôn. Thì mình chữa trị xong rồi sau này thì không còn con mắt nữa, chỉ có một bên mắt thôi. Ở dưới đây là em Cola. Cola này là chị của Coca. Đây hai chị em. Đây là Coca em. Đây là Cola là chị. Cola mang bầu sắp đẻ các bạn. Đây. Cola mang bầu gần đẻ rồi. Chuồng này là mình để, mình bỏ ổ vô nữa là để đẻ và nuôi bầu, cho con không có chui ra đây được. Đây là cô Hai. Cô Hai. Chị của cô Ba. Đây cô Hai. Cô Hai là bút cái. Bên đây là cái hết nha các bạn. Cô Hai. Đây là Guinea. Guinea là em Bun Pháp. Bun Pháp này cũng đang bầu. Thôi vậy đi. Trời ơi, cô Hai quậy ghê luôn. Đây là cô Một nè. Ừ.
cua một. Đây là Angel. Angel cua sóc mẹ, mẹ của heo sữa. Đây mẹ của heo sữa. Đó heo sữa đang nằm. Heo sữa, heo sữa. Đó Angel là mẹ của heo sữa. Dưới đây là gơ, cái gơ, gơ, gà. Rồi đây là em bút cái hơn 2 tháng, em này mình đang đăng bán nha các bạn. Bạn nào có nhu cầu nuôi em ấy đưa ra thì liên hệ với mình nha. Mình sẽ để số điện thoại và Facebook ở phía dưới. Đây là em bút đực trắng. Rồi còn đây là nồi cơm, nơi nấu cơm. Rồi để đồ nồi niêu xôn chảo. Thôi không? Thôi. Không đựng nữa cái sủa. Thôi. Đây, trưa thì mình bật máy lạnh lên cho mấy em để cho mát. Bây giờ thì mình sẽ, đây là sân chơi. Mình sẽ thả ra ngoài sân ở ngoài đây để cho mấy em chạy chơi. Nơi đây thì mình tắm, để mình tắm cho mấy em đó, vệ sinh và tắm cho mấy em ở đây. Ở đây thả để phối giống chó địch. Rồi toàn bộ cái khu vực mà mình nuôi chó, thì nếu các bạn thấy yêu thích em nào thì hãy comment ở bên dưới, thì mình sẽ gửi đến các bạn những hình ảnh mỗi ngày cho các bạn theo dõi các em. Mong các bạn hãy chia sẻ và bấm nút đăng ký để nhiều người biết đến chạy chó Bình Cao hơn. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào.